Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe đến từ thương hiệu của Đức. Một chiếc xe đua Focus Puller Pro. Đây là một chiếc xe được trang bị bộ group của Shimano Integra và cặp vành hiệu của DT Swiss. Vâng, và em cũng tìm hiểu về dòng xe Focus Bike. Thì các bác có thể thấy đây. Đây là một thương hiệu được làm ở bên Đức các bác nhé, chế tạo ở bên Đức. Focus là một công ty rất là nổi tiếng về xe đạp điện và xe đạp đua. Đây là một trang web chính hãng của Focus Bike về rất nhiều các dòng xe, đều thương hiệu rất là nổi tiếng trên thế giới các bác nhé. Còn đây chiếc xe mới về, cũng một trang web review đây. Shimano Integra và đùi đĩa trắng FSA vành DT Swiss. Vâng, xe hôm nay em về là nguyên zin các bác nhé, nguyên zin theo hãng luôn. Vâng, và chiếc xe có tông màu chủ đạo tông màu đỏ, và những điểm nhấn là màu đen được chỉnh sơn đen rất là khỏe xe. Đây là chiếc Focus Puller Pro các bác nhé. Các có thể tìm hiểu thêm trên Google, rất nhiều trang web nói về chiếc xe này. Sẽ lướt qua hình thức các bác đánh giá, chiếc còn rất là tốt. Trên khung có Made in Germany của Đức các bác nhé. Cọc viên của FSA là một hãng làm phụ tùng xe đạp của Mỹ. Viên còn mới. Chiếc xe được trang bị cụm phanh 3 mảnh của Shimano Integra. Integra là một bộ group gần như là chùm cuối của dòng Shimano. Còn sau group điện thôi. Cặp vành của DT Swiss, vành hiệu. Các bác tìm hiểu xe đạp thì không còn xa lạ với cặp vành này nữa rồi. Vành Mayer đều của DT Swiss các bác nhé. Chiếc xe cấu hình rất tốt đến từ một thương hiệu châu Âu. Giá bình nước về theo xe các bác nhé. Và đùi đĩa của FSA. Phía đùi đĩa bên này thì các có thể nhìn thấy cái tem về xuất xứ của chiếc đùi đĩa này, mã QR code luôn. Xe được trang bị khung nhôm, càng nhôm, xe cũng rất là nhẹ. Vành trước của DT Swiss đồng bộ theo xe. Mayer. Phía bên trên đây Ford của FSA các bác nhé.
Và xe được trang bị bộ tay lắp của Untegra. Bên lip là 10 tốc độ và bên đĩa là 2 tốc độ cho các bác 20 tốc độ thay đổi. Phía đầu xe có logo của Focus. Và bộ phanh 3 mảnh của Untegra. Xe rất thích hợp với các bác mà đang tìm kiếm những xe có cao cấp. Trên khung xe có size M. Và đây là một cái tem của tem chính hãng trên xe. Đây, các bác có thể nhìn rõ đây. Phía bên dưới khung cũng có mã khung các bác nhé. Mã khung và mã QR code. Vâng, đây một chiếc xe xuất xứ từ Đức. Giờ sẽ đi vào đo chiều cao khung đứng của xe. Vâng, và khung đứng của xe là 52, ngang là 53 các bác nhé. Phù hợp với các bác từ 1m63 đến 1m75 đi với xe này. Giờ sẽ vào đánh giá chuyển động với 10 thùng lít. Phủ đề của Subaru Tegra, máy của DT Swift, tất cả cao cấp, lên nếp, xuống nếp. Phía tay phải bộ đùi đĩa 2 tầng, đùi đĩa trục rỗng của FSA và đĩa của Tegra luôn các bạn, lên đĩa. Vâng, bánh quay rất là bòn, chuyển động rất tốt. Vâng, và vừa đánh giá trong chiếc xe đến từ thương hiệu của Đức, Focus Cooler Pro. Xe được trang bị bộ group của Subaru Untegra và tất cả đồ đều nguyên zin nguyên bản theo xe, theo hãng luôn thôi nhé. Chiếc xe được bán tại cửa hàng mức giá 19.800.000, miễn phí ship toàn quốc đối với những bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Các bạn quan tâm nhắn tin Zalo 0975709993 để xem hình ảnh chi tiết về chiếc xe, lên YouTube theo dõi anh Kiên Xe Đạp và nhấn chiếc chuông để nhận những thông báo về những xe đẹp có tại Việt Nam. Xin chào các bác theo dõi video.